Quý vị và các bạn đang đến với channel Cập Nhật Bóng Đá, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá Việt Nam. Nhớ lại đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Trong bản tin này thì chúng ta sẽ nói về lịch thi đấu bóng đá chiến đấu gần đây nhất của Quang Hải và Pau FC tại giải đấu Leader. Bên cạnh đó là phân tích cơ hội ra sân của tiền vệ Quang Hải ở trong trận đấu tới đây trong màu áo của câu lạc bộ Pau FC. Tại vòng 12 của giải đấu hạng 2 của Pháp, câu lạc bộ Pau FC sẽ có chuyến làm khách đến sân vận động của câu lạc bộ Annecy FC. Đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng hiện tại. Họ có được 12 điểm, ghi được 10 bàn thắng và cũng để thủng lưới 10 bàn sau 11 vòng đá đấu. Trong khi đó thì Quang Hải và các đồng đội hiện tại đang xếp sau Annecy FC với 2 bậc. Pau FC có được 11 điểm, ghi được 9 bàn thắng và để thủng lưới tới 16 bàn sau 11 vòng đã qua. Đây là cặp đấu khá cân bằng, khi mà Pau FC mặc dù xếp sau Annecy nhưng chỉ kém hơn đội bóng này một điểm duy nhất. Bên cạnh đó là phong độ gần đây của Dinan Thulot và các học trò đang cho thấy sự ổn định khá cao. Họ có được 2 trận hòa, 2 trận thắng sau 5 trận gần đây nhất. Trong khi đó thì đội chủ nhà Annecy FC lại thắng 2, thua 2 và hòa 1. Theo nhiều chuyên gia nhận định, đây là cuộc đụng độ giữa kẻ tám lạng và người nửa cân. Cụ thể hơn thì trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn nhớ là hãy chú ý theo dõi. Nói về cơ hội ra sân của Quang Hải tại vòng 12 này, thì giới mộ điều cũng có nhiều phân tích chuyên sâu về điều này. Với việc vừa để lại ấn tượng mạnh với bàn thắng quan trọng giúp cho Pau FC thoát thua ở trận đấu với Rose AF, thì theo như nhiều người đánh giá, cơ hội ra sân trong trận đấu này của Quang Hải là hoàn toàn sáng cửa. Nếu như ở vòng 8, vòng 9 và vòng 10 tại Leader, tiền vệ người Việt Nam thường được cho vào sân ở 10 đến 15 phút cuối trận hoặc là không được thi đấu ở bất kỳ thời điểm nào, thì trong cuộc đối đầu vào ngày 16 tháng 10 tới đây, khả năng vào sân trước phút thứ 70 của trận đấu được nhiều người tin tưởng. Thậm chí là Quang Hải hoàn toàn có thể được Dinan Thulot tung vào sân ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Bởi cái son ghi bàn của các cầu thủ nó sẽ giúp cho đội bóng của mình mở tài khoản ở bất kỳ thời điểm nào. Chắc chắn huấn luyện viên trưởng của Pau FC hiểu và biết được điều đó. Trước đó thì ngay sau khi trận đấu tại vòng 11 của Leader kết thúc, huấn luyện viên trưởng của Pau FC cũng đã có những chia sẻ về trận đấu này cũng như là nói về Quang Hải. Vậy theo toàn thể quý vị và các bạn, cơ hội ra sân của Quang Hải tại vòng 12 của giải đấu Leader có sáng cửa hay không? Và chúng ta hãy cùng nhau dự đoán số phút mà Quang Hải sẽ thi đấu ở trận đấu này. Và tất nhiên, những thông tin mới nhất liên quan đến Quang Hải, Huỳnh Như và bóng đá Việt Nam sẽ được chúng tôi luôn đồng hành và luôn gửi đến toàn thể quý vị và các bạn những thông tin mới nhất. Nhớ lại đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!